bữa nay để mà tu tập buổi thiền rất là nhiều ý nghĩa và cũng một cái duyên nhiều lắm mới được gặp nhau, rất là hạnh phúc đúng không? Thì trong cái lớp thiền thì Hiền cũng có cái lấy chút xíu cái kinh nghiệm cuộc sống của mình và áp dụng vô thì tại hiện tại đó thì mình thấy nó rất là hữu dụng cho cái mai của mình. Tại vì thiền thì gặp rất là nhiều nó bị stress rất là nhiều, nhưng mà cũng cố gắng để mà mình relieve nó bớt đi, để nó bớt cái khổ. Thì trong cái thiền thì mình thấy nó cái kinh nghiệm mình tại chỗ đó thì cũng nói với anh em là cái này nếu mà về áp dụng với gia đình của mình, trong ví dụ mỗi buổi tối hay buổi sáng nào đó con cái đi học, mình mở cái nhạc thiền ra chút xíu cho nó nghe, nó relax cái gia đình trong một buổi sáng mình đi làm, thì nó làm cho mình đỡ stress hơn. Rồi trong khi mà mình đi ngủ thì nếu mà mình mở cái nhạc đó lên, mình giống như là ngồi xuống chút xíu để mà family sit down talking, you know, mình share đi chút xíu rồi để cho trong cái giấc ngủ của mình đó, nó cũng được nhẹ nhàng hơn, và ngủ trong cái giấc mơ của mình cũng được cái tốt lành hơn. Thì cái đó là nãy anh em có ngồi chia sẻ với nhau trong những cái thiền vừa rồi, thì mình có nói là nếu mà cái thiền đó thì mình áp dụng cho cuộc sống cho gia đình thì nó phải nói là rất là hạnh phúc. Cái đó là Hiền muốn chia sẻ những cái cảm nhận của Hiền thôi. Hỏi anh giới thiệu về mình một chút ạ. Hiền thì là cái nghề chính thì cũng không biết nghề nào nghề chính, cái nào đủ cái nào làm ra tiền thì cứ làm thôi. Giới thiệu về mình một chút ạ. Anh thầy giới thiệu rồi. Dạ. Ok. Tưởng thầy nó giới thiệu cho mình. Tôi giới thiệu tên là Tuấn Ni. Tôi mới ở Việt Nam qua. Thì rất may là rất được hân hạnh gặp làm quen với tất cả mọi người và rất hân hạnh. Nhưng mà hôm nay là tôi lần đầu tiên tôi đi tham gia cái buổi như thế này. Mà trước tiên có đi chùa nhiều thôi, chứ còn chưa ngồi thiền, rồi là cũng chưa được như là thầy chỉ giảng và những cái này trên là. Nhưng tóm lại là vẫn thấy là rất là thú vị. Mà hôm nay cũng nghĩ là chắc là thầy chiến cũng là nghe đạt từng là tâm sự về Tuấn rồi. Thì Tuấn cũng rất nhiều, một năm vừa qua vẫn rất là buồn mà quá lớn. Mình cảm thấy là mình không trải qua được những cái tháng ngày mà nó bị đau khổ như vậy. Thế nhưng hôm nay về mình thì Tuấn nghĩ rằng là mình sẽ có những cái động lực để mình vượt qua cái khoảng thời gian mà mình sẽ sống sẽ tốt hơn và hòa đồng được với mọi người, thiên nhiên, rồi là trở về cái bản chất cũ của người mình, sống lương thiện và tốt. Đúng, và Tuấn có thể Tuấn nghĩ là mình sẽ sống sang một cái giai đoạn khác, con người sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Nhưng đến bây giờ mình cảm thấy là mình sẽ trở lại dần dần. Đấy, sức khỏe cũng bị suy sụp, rồi con người suy sụp, rồi mọi thứ đều bị suy sụp. Nhưng bây giờ này Tuấn thấy cái tương lai đang ở trước mặt mình. Đấy, rất cảm ơn mọi người, hôm nay là rất là hân hạnh được Tuấn được gặp và với mọi người ở đây. Cảm ơn. Cho thầy dịch một tí rồi mà các anh kế tiếp. So the first year Hiền Trương say about today meditation that is special. This is for family. If you can think meditation like that. And he used to study Dhamma, listening to the teaching for me. And in their work, the second one is Anh Phương. He just moved from Vietnam. And he sharing us the past time he has a lot of suffering about him. And it's very stressful, very... So he tries to find a way to bạn Duy phải không? Duy Phong Mô, dạ. Right? Dạ, con tên Duy, tên thật là Duy Ân. Tên tiếng Anh là Anthony. English name is Anthony. You speak English too, right? Yeah. So you speak four languages. Okay. I don't yeah. Hôm nay là chủ yếu là con tới đây là để đi học hỏi thêm, tại vì cũng xưa nay cũng ít khi cũng ít có dịp học về Phật pháp hoặc Phật giáo. Hay con thì hồi nhỏ thì cũng có đi theo sư phụ dạy dỗ là Phật tử, cho nên từ đó cho nên cũng thích về Phật giáo. Hôm nay dẫn ba đi theo thì tại ba cũng thích Phật giáo, cho nên hai cha con cũng hợp tính với nhau. Dạ đây nên ba con Daddy. Duy nói một chút xíu là tiếng Mỹ. Dạ
my goal today was to study to learn a little bit more about Buddhism. I haven't had many chances to study, to go to to temple or to monasteries to study the Buddhist way. So today was a pretty big step for me to come out here and join this group to start my journey into Buddhism. So that was the goal, and I learned a lot today. So hoping to continue to be able to join these groups in the future. Anh trước đi. Hi, my name is my English name is Eric Chong, but Vietnamese name is Dak Chong. And I have to be with Master Thiện Chí for it's a lot of time. I'm in a lot of time. And right now I open the restaurant. I don't have time to study or get closer with him. So today is the chance for me to be here with everybody. And I told my wife, if I cannot go today, I shut the restaurant down and go today. You cannot take care of the restaurant. Okay? And nice to meet all of you new fake today with me. Also, make sure don't forget me, all right? No way. And I believe that all the Vietnamese people here, they already know me. And they're boring to get here from me. So, I'm good. Dạ, hôm nay cũng hân hạnh có khóa tu ngày hôm nay thì một lần nữa cũng có nhiều gương mặt cũng mới. Hình như là gương mặt cũ mình cũng nhiều. Thì lại là một lần nữa được dịp tu chung với thầy Thiện Chí và chị Hạnh Tuệ, người mà hay sóc Quảng Thịnh nhất. Thì hân hạnh bữa nay rất là đẹp trời nữa, bây giờ ngồi đây là thấy mát rồi, hồi nãy giác đồ nóng quá nổi. Thôi chấm dứt hết. Thank you. Thank you. Như lời của anh Đạt, anh Hiền, anh Anthony, anh Tuấn, nhóm tụi em nói là chỉ có thực hành mà thôi rất là khó, nhưng anh nói buổi sáng là mở nhạc gia đình cùng nghe, cái đó mình phải thực hành mới được, chứ không thôi là không thể nào được, công việc sẽ cho buồn. Và buổi tối cũng vậy, nói tóm lại nhóm em thì cố gắng mang cái tinh thần thực hành của ngày hôm nay về đến trong gia đình, phải không các bạn? Okay, so we all talk about all theory benefit, but my friend here say we have to bring it to the house and practice so our family member get the benefits. So that's the most challenging part, because work vary us. Thank you. Okay, the next group. Make any questions with them? Có đặt câu hỏi gì với cái nhóm này không? Cái nhóm voi.